Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đang tạm giữ 33 đối tượng cùng 2 khẩu súng và hàng chục viên đạn tại một sòng bạc trên đường Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì đội 5 phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang và tạm giữ 44 người tham gia đánh bạc thông qua hình thức đánh bài cào tại một căn nhà nằm trong khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh. Được biết là người cầm đầu tổ chức sòng bạc này là Huỳnh Văn Vinh, 36 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, Nguyễn Văn Hồng, 48 tuổi, ở quận Bình Thạnh, đứng ra tổ chức. Tang vật công an thu giữ tại chiếu bạc là hơn 500 triệu đồng, một khẩu súng K-59 cùng 6 viên đạn và một khẩu súng màu đen công cụ hỗ trợ cùng với 9 viên đạn, 53 điện thoại di động cùng nhiều phương tiện và vật dụng khác. Thời gian hoạt động của sòng bạc là từ 19 giờ cho đến sáng ngày hôm sau. Mỗi tụ bài đạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng và sòng luôn có khoảng từ 30 đến 50 con bạc tham gia. Công an cũng cho biết mỗi ngày tiền sâu Vinh Hồng thu tại sòng là từ 25 triệu đồng đến 140 triệu đồng. Theo cách thức, nếu nhà cái thắng thì sâu từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Riêng các con bạc thắng thì sẽ thu sâu 2% trên số tiền thắng. Sau quá trình sàng lọc, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 33 đối tượng. Trong số 33 đối tượng bị tạm giữ thì 13 người đã có tiền án tiền sự.